liệu chúng ta uống cà phê thì nó sẽ tốt hay là ảnh hưởng đến sức khỏe bởi vì nó có rất là nhiều những ý kiến trái chiều cho rằng là ví dụ như nếu mà tăng huyết áp thì chúng ta không được uống cà phê đúng không nhỉ bởi vì nó ảnh hưởng đến huyết áp nhưng cũng có rất là nhiều người chúng ta cho rằng là khi mà chúng ta uống cà phê thì nó có thể nó giải quyết cái vấn đề liên quan đến sức khỏe của chúng ta đặc biệt là một số những cái bệnh có cả những cái bệnh lý liên quan đến huyết áp mỡ máu hay là tiểu đường nữa thế thì ngày hôm nay thì bác sĩ ngọc sẽ phân tích cho mọi người về một số những cái tác dụng của cái cà phê đối với sức khỏe để chúng ta hiểu và từ đấy thì chúng ta sẽ biết được là chúng ta nên sử dụng như thế nào để nó tốt cho sức khỏe của mình cái đầu tiên thì chúng ta sẽ biết được là gì à cái khả năng tỉnh táo khi mà chúng ta uống cái cà phê này đúng không nhỉ bởi vì cái caffeine ở trong cà phê nó sẽ giúp cho chúng ta tỉnh táo tuy nhiên thì nó sẽ có thêm một cái tác dụng thứ hai nữa ở đây là gì đó là cái caffeine nó có một cái tác dụng nó là tăng cái hoạt động chuyển hóa của cơ thể và ngoài cái việc mà tăng hoạt động chuyển hóa của cơ thể thì nó sẽ giúp cho đốt mỡ và đấy chính là lý do mà tại sao chúng ta sử dụng cà phê để mà giảm cân bởi vì thế thì rất là nhiều người chúng ta uống một ngày tầm khoảng cỡ 2 cho đến 3 ly cà phê vào buổi sáng để giúp cho cái việc mà tăng hoạt động chuyển hóa cũng như là kiểm soát cái cân nặng của chúng ta tuy nhiên thì một số những nghiên cứu người ta cho thấy rằng là cái hiệu quả của nó ở những cái giai đoạn đầu tức là khi mà chúng ta đang còn có cái cân nặng là cao thôi nhưng mà sau đó một thời gian thì khi mà chúng ta uống lâu dài thì mức độ giảm nó sẽ là giảm đi dần theo thời gian của chúng ta cái tiếp theo nữa là gì cái tác dụng thứ ba nữa của chúng ta là đối với cái à, cái cái tim mạch ở đây chúng ta nói về tim mạch nói chung ấy, thì rất là nhiều các nghiên cứu cho rằng khi mà chúng ta bổ sung cái cà phê đúng và đủ nó có khả năng giảm được cái nguy cơ bệnh lý về tim mạch cho chúng ta Tuy nhiên thì nếu như mà trong cái thời điểm mà chúng ta đang còn cao huyết áp thì chúng ta uống vào thì nó sẽ ảnh hưởng đến huyết áp. Nhưng nếu như mà chúng ta uống đều hàng ngày, đặc biệt là cái vấn đề liên quan đến dự phòng ấy thì nó có thể là nó kiểm soát được cái huyết áp của chúng ta và nó giảm được cái nguy cơ bệnh lý tim mạch sau này nhá mọi người. Chứ không phải là nó gây ảnh hưởng đến huyết áp đâu. Trừ được hợp là những người mà đang cao huyết áp, chúng ta uống vào thì nó sẽ cao huyết áp ngay tại thời điểm đấy. Nên là một số những người mà đang cao huyết áp thì chúng ta không nên sử dụng nhưng những người mà chúng ta dự phòng bệnh lý tim mạch chúng ta vẫn có thể uống rất là ok được cái thứ ba nữa là đối với cái bệnh lý tiểu đường ấy thì cái cà phê này ấy thì nó sẽ làm giảm cái nguy cơ bị bệnh lý tiểu đường cho chúng ta bởi vì sao đó là khi mà chúng ta người ta thấy là cái nguyên nhân dẫn đến tiểu đường nó là do cái insulin nó không nhạy cảm đối với cái receptor ở cái tế bào À, cái này thì mọi người hiểu về chuyên môn nhưng mà thôi chúng ta bỏ qua đi nhưng mà nhờ cái cà phê này ấy, nó làm cho cái insulin nó sẽ nhạy cảm hơn và khi mà nó nhạy cảm hơn như thế thì nó làm cho cái đường ở trong máu nó sẽ được giảm xuống và đấy chính là cái nguy cơ mà chúng ta giảm được cái lượng đường ở trong máu của chúng ta và đấy chính là cái tác dụng của cái cà phê này nữa à, một số những cái tác dụng khác như là chống oxy hóa hay là dự phòng ung thư ấy, thì nó còn rất là nhiều nữa nhưng mà những cái nghiên cứu thì thì nó chưa được rõ ràng nên là bác sĩ Ngọc không nói ở đây à nó còn thêm một cái tác dụng nữa đối với gan người ta đã có các nghiên cứu cho rằng là khi mà nó có thể giảm được những cái bởi vì cái chất chống oxy hóa ở trong cà phê ấy, nó giảm cái nguy cơ bị bệnh gan đặc biệt là đối với những người mà da, gan nhiễm mỡ mọi người có thể là chúng ta sử dụng cái cà phê này nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta đấy là những cái tác dụng của chúng ta rồi đúng không nhỉ chúng ta sẽ quay lại nữa làm thêm một cái nữa là gì đó là uống như thế nào cho nó đúng thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cà phê mọi người đang nói về cái vấn đề cà phê ấy, nhưng mà chúng ta sẽ thực tế ở trên thị trường nó sẽ có hai cái loại cà phê khác nhau chúng ta sẽ có arabica và robusta Thế thì sự khác nhau ở đây là gì? Đấy là cái Robusta chúng ta nếu như mà chúng ta uống ấy, thì nó có hai loại, một loại nó có vị đắng và một cái loại nó có vị chua ở đầu lưỡi. Thì thường ở Việt Nam chúng ta nó là cái Robusta, cái cà phê đấy. Tuy nhiên thì cái để mà tác dụng tốt đối với sức khỏe chúng ta thì thường các nghiên cứu người ta chủ yếu nghiên cứu trên Arabica. Mọi người quan tâm khi mà người mua cái cà phê mọi người để ý cái chữ là arabica hay là robusta để chúng ta lựa chọn cho vấn đề sức khỏe hay là cái vấn đề liên quan đến thưởng thức. Bởi vì những người mà chúng ta thưởng thức cà phê chúng ta muốn có cái vị đắng ấy thì cái robusta nó có cái vị đắng hơn. Còn cái arabica này nó sẽ có cái vị chua ở đầu lưỡi của chúng ta. Thì có thể có những người chúng ta không thích hoặc là chúng ta có thể là mix hai loại với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái vị mà chúng ta cảm thấy mà chúng ta thích. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là liên quan đến cái cách mà chúng ta uống cà phê ở đây là gì nó là cà phê chứ không phải là cà phê đường hay là cà phê sữa mọi người nên nhớ cái điều đấy rất là nhiều người bảo tôi uống cà phê xong đó thì tôi bị tăng cái đường huyết bởi vì mọi người cho đường và cho sữa vào trong đấy tức là đây chúng ta cái cà phê nó có tác dụng đối với sức khỏe của chúng ta ở đây là gì đó là cái tác dụng của cà phê nguyên chất chứ không phải là cho đường hay cho sữa bởi vì khi mọi người cho đường và cho sữa vào ấy, thì nó làm cho cái nguy cơ nó sẽ tăng đường huyết nên nếu như mà được tốt nhất thì chúng ta nên uống cà phê đen và không được không sữa thì càng tốt còn nếu như mà chúng ta cảm thấy mà um, cái 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 vị của chúng ta mà hơi khó uống thì chúng ta có thể cho một chút xíu sữa thôi à, để cho nó tạo được cái vị ngon của chúng ta thì là ok cái tiếp theo nữa là gì đó là cái cách để mà chúng ta uống thì ở đây trong các nghiên cứu như này là người ta hạn chế được cái số lượng tức là mỗi một ngày tầm khoảng một cho đến ba ly cà phê nếu như mà chúng ta uống cái lượng cao quá thường là một ly cà phê người ta nghiên cứu là nếu như mà trên bốn trăm bốn ly cà phê thì nó có lạnh ngược lại ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta nên là chúng ta chỉ uống từ một cho đến ba ly mỗi ngày thôi thì đấy là một số những cái chia sẻ của bác sĩ ngọc và tại thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể là dùng cà phê phim hoặc là cà phê máy bất kể cái loại cà phê nào ở à đây thì nó có cái máy này thì nó sẽ rất là tiện chúng ta chỉ cần xay một chút cái là đã ra một cái ly cà phê chúng ta uống rồi hy vọng là chúng ta sẽ tạo ra cho mình một cái thói quen để giúp cho mình có được cái sức khỏe nó trở nên tốt nhất Hẹn gặp lại mọi người vào những cái video tiếp theo đừng quên đăng ký follow cũng như là chia sẻ cái video này để cho nhiều người chúng ta biết được những thông tin này hơn bye bye Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.